Ok, chào anh em nhé. Hiện tại mình đang đứng bên cạnh đây là vừa chiều nay vừa mới mua một số xe. Bên này là một chiếc xe Exciter này, một chiếc xe Jupiter này. Ở đây những chiếc xe Sirius rất là nhiều. Sirius, rồi Future Neo, rồi là Future 1, Jupiter. Đây OES này, Jeep này, OEA này, Sirius này, dành cho anh em một OEA, một cái Exciter bên này. Đây bên này là mình giới thiệu anh em một chiếc xe này mình cũng vừa mới mua nhé. Con này biển nó đến từ Phú Thọ. Đây một chiếc xe Exciter này, hàng mộc mạc vừa về chiều nay nhé. Xe này ngon lắm, chất lượng nó cũng được. Cũng thể quay vòng cho con. Đấy, con này 1.1 nhé. Anh kiểm tra con này là năm sản xuất năm nào đấy. Anh em mình giới thiệu luôn. Con này năm 2017 đúng không? Đúng rồi, đây là bản Limited của 2017. Bản Limited 2017. Xanh sáng đen. Máy ngon đúng không? Bản xanh sần, máy ngon. Nội máy em vừa mới nhập về. Những hàng mới nhất mới về cho phục vụ anh em trên này nhé. Đấy. Con này là mua 18.500 đúng không? 18.500. Con này mua 18.500 nhá. Những xe này nó nói chung là máy móc chất. Được cái mình kiểm tra là giá cả bây giờ nó là hợp tình hợp lý để anh em bằng con quay. Bằng con quay. Đấy các bạn tem nó rất mới. Đẹp nhá. Rất đẹp nhỉ. Máy đẹp máy êm. Đấy con này thì tay sách thì hơi sòn sòn người gì phải tỉa sơn nhá. Đây phải tỉa sơn mất 50 chứ còn hầu như là đồ đoàn cũng được. Đây em quay con bên này. Đây tem. Ấy chạy tơ như lộn ngược nhá, như này này chơi nó kiểu phá cách. Những cái giống hãng Yamaha này rất là phá cách. Con này mua 18.5 rồi cộng em 2 triệu nhá. Con này một con Jupiter này mua 3.5 triệu này. Jupiter. Quay một con Jupiter 5 VTV2. Juve nhá. Về. Đấy cho Đức của anh em dắt sang xe cái gì. Đấy. Biển số là 29T5 9915. Con này bản thân bánh đúc bánh 5 nan là một bản thân bánh sao đang được nhá. Xe dành cho anh em mua về cho công nhân đi hoặc anh em đi làm đi ăn. Đi lao động. Đấy. Ngon lành cho anh em chơi. Đấy máy ngon, máy vẫn nổ đấy. Máy nổ êm ái thì tầm mùa xuân. Đấy con này rửa đi tí thôi. Con này có điểm yếu bị sứt mất một cái gọi là cái mặt nạ. Đây máy đầu bò rất đẹp, đầu bò đẹp nhá. Máy nguyên. Đấy mất cái mặt nạ này hơi kém tí, về xử lý qua tí. Được cái thôi, xe nó nói về chất lượng thì được. Mua 3.5 triệu cộng em 1.5 triệu nhá. Đây một chiếc xe OES cánh mỏng. Biển số là 88L1100616. Xe ngon luôn, ông quay vòng xe này anh em đã dọn ngon lành rồi, đẹp đẽ rồi. Đăng ký năm 2012. Anh em vào 7.2 rồi. Đấy, máy nổ đấy, êm đấy, không tiếng động luôn. Xe chất lượng luôn anh em nhá. Đấy. Ngon lành cành nào. Đấy. Đầu bò đây, ông quay còn cái đầu bò. 75. Chắc không 775 hay 72. 775. Đây. Thế là mua 7.5 triệu nhá. Cộng cho anh em 1.2 triệu mà con xe quay cánh mỏng này nó là hợp tình hợp lý để anh em chơi. Đấy. Em nó đến từ gọi là Vĩnh Phúc. 882 Củ Lạc. Đấy. Rất là đẹp. Một chiếc đây ok em tắt này ra. Đây một chiếc quay con này là hợp tình hợp lý này, con quay này hợp lý, con này bản 2017. Biển số là 36H506768 điện tiến nhá. 06768. Đấy. Em đến từ Sứ Thanh, giờ này anh em bóng bánh hoàm cốp thì em nó cũng nứt vỡ. Bây giờ bắt buộc phải bán, nhưng mà cái con này biển đuôi 68 được, thì em đường nối được. Con này mình vào là 11 triệu nhá anh em nhá. 2017, xe này chất luôn nhá, xe đi vạn cây, máy nó là thì thầm mùa xuân luôn. Chất luôn nhá anh em nhá. Đấy, máy ngon, nói chung là hình thức thì hiện tại chưa dọn rửa gì nhá. Vẫn là anh em nó mộc mạc. Đấy, ông quay đằng trước. Anh em vừa rồi mua bóng anh em nó bán đi nứt vỡ nhiều, anh em nên bán đi nhiều 11 triệu rồi, cộng anh em 1.2 triệu nhá. Một chiếc này mua 7.5 triệu đúng không? Mua 7.5 triệu. Sirius. Một chiếc Sirius 2015 đăng ký 20. Đấy, 2015. 15. Biển số là 24B199002. 7.5 triệu nhỉ? 7.5 triệu. 2015 á? 2015. 2015 mà mua 7.5 triệu rẻ nhỉ? Rẻ quá. Em nó đến từ Lào Cai, Sapa. Đấy. Đấy, máy móc ngon lành, 7.5 triệu. Một chiếc Sirius này mua về, các đại ca cứ mua về cho công nhân, cho gia đình đi. Không phải chạy vết gì ở nhà, không có lo. Đấy, ngon lành nhá. Con này phanh cơ, bánh nan phanh cơ. Con 25 là con này cũng được ấy nhỉ? Được. Thế anh em đi ăn đi làm thoải mái. Đi làm đi ăn đi xây là quá tuyệt vời rồi. Đấy. Đầu bò đẹp, máy zin, đầu bò đẹp, sửa đầu bò ăn. 7.5 triệu một con đầu bò đẹp này thì không chuyện vừa đâu nhá.
hợp lý nhỉ, cộng anh em 1,5 triệu. Đấy, giá cả anh em là hợp tình hợp lý để cho các đại ca chơi. Đây, mở yên, em mở yên, anh em mở yên. Đấy, mở yên cho anh em xem. Đấy. Nói chung là yên áo thì cũng yên tâm, vấn đề gì không vấn đề đây này, bảy màu luôn. Đây một chiếc xe này nữa. Một chiếc xe đời 20, con này là 2018. Một chiếc hôm vừa rồi cũng có, mình có rồi, chưa có like rồi. Hôm nay là dọn xong hoàn thiện. Mua lúc đấy là mua là 18 nhưng mà có dọn xong, xe này dọn là 1,8 triệu, con này là dọn xong của một anh em dân chơi Hoài Đức, dũng sĩ diệt gia đình nhá. Xe này của một dũng sĩ diệt gia đình thì bây giờ hiện tại đã lên mâm rồi, đẹp đẽ rồi. Có vào đấy. Một số đấy. Có vào một số đồ rồi, mua 11,8 triệu, anh dựng xuống giữa đi. Hôm qua đến mua thì nó xấu rồi, bẩn, nhưng bây giờ em nó đã được qua các nghệ nhân rồi. Con này vào đôi này, vào mới luôn à. Tỉa sơn. 11,8 cộng chắc là dọn dẹp các thứ thì cũng lên tầm khoảng 4,5 triệu rồi. Tầm 500. 600 rồi. 18 này 500 nữa là đã là 12,3 rồi nhá. 12,3 thì cộng anh em con này 1,5 triệu. Đấy, VA biển Hà Nội 29X55042. Xe này của một dân chơi dũng sĩ diệt gia đình. Nhiều anh vừa em rồi là anh em om cúp vừa rồi là cũng nói chung là dụng theo pháp, anh em tất cả anh em theo pháp đã đoàn hết. Đấy. Đấy, tiếp theo một chiếc xe Exciter 12/2018. Đấy. Xe này anh em trực tiếp mua đúng không? Đúng rồi, mình trực tiếp mua. Em nó đến từ là Bái Đính, Tràng An. Dán ni lông cả xe nhá. Đây vừa mới bóc ra thôi, sơn zin. Anh em Bái Đính, Tràng An này dân chơi Ninh Bình này có điều kiện chơi bán xe gọi là như hai lốp vẫn zin 2018 các bạn nhé. Xe là chạy chuẩn 2,1. Bóng pha đèn led nhá. Bản đèn đấy, led. Dùng tắt máy trên này hiệp mua 3 biển này. Mua là 23,5 triệu. 2,5 triệu đúng không? Đã bóc ni lông, anh em bóc ni lông dọn dẹp lên. 2,5 triệu rẻ không anh em? Đấy, bản 2018 form 2020 nhá. 2018. Đôi lốp còn nguyên. Đấy, đôi lốp còn zin theo xe. Đúng rồi, sơn zin. Km chạy 21,000 km, mới đem nó được 21 tuổi. Cái cụ này 100 tuổi cũng mới mất nhá, đi 100.000 nữa. Tuổi thanh xuân lắm. Đang tuổi thanh xuân, đúng tầm đẹp để mời các anh chơi. Con này là 23,5 triệu rồi nhỉ, rẻ quá nhỉ. Cộng lên anh em một chút tiền dọn. Dọn dẹp anh em dọn dẹp chắc mất là 500 thôi, cứ bán thẳng, cộng thẳng luôn. Cộng anh em 2 triệu nha, chưa bao dọn nhá. Nếu mà dọn lên thì phải mất khoảng 500 nữa. Đấy, đây tiếp theo là một con xe Jeep, đời 20, con này 2014-2015 đấy. Con này mua 2015 mua có 7 triệu này, màu trắng nhá. Mua có 7 triệu đồng anh em, hiện tại chưa dọn, xe dán ni lông băng dính 3 lớp. Đấy. Máy chất lắm, máy chất. Quay vòng này. Quay vòng con. Biển là 29B161697 các bạn nhé. Đấy. Đấy, ngon lành nhá. Đấy 7 triệu cậu anh em, 2 triệu. Con xe này sáng mình có like rồi. Có like rồi, sáng nay sẽ like. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Có ai có những chiếc xe đẹp hãy liên hệ cho mình nhá. Có thể anh em đến thẳng địa chỉ số 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy. Nhà mình có rất là nhiều dòng Iblet này. Iblet này, ông quay Iblet này, đây là toàn bộ đây. Xe số. Những chiếc xe Exide Acea Sirius này, Sirius này, Future này. Đấy, Sirius rất nhiều, Future đời mới, đời cũ Sirius này. Gravita này, ZX này. Rất nhiều ZX trong nhà. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.